Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, thời gian qua huyện Chư Quynh đã quan tâm bồi dưỡng, bổ sung nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Đồng thời linh hoạt khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ nhằm đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng dạy học. Năm học 2022-2023, trường tiểu học Yrút xã Đờ Rây Bờ Hang huyện Chư Quynh có 17 lớp với trên 400 học sinh. Thời gian qua cùng với quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhà trường đã được địa phương tạo điều kiện điều động một giáo viên môn tiếng Anh ở bậc trung học cơ sở về dạy học tại trường. Nhờ đó đến nay số lượng giáo viên bộ môn cơ bản đã đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh trong trường. Nhà trường cũng tham mưu với phòng giáo dục và điều động một giáo viên cấp 2 tiếng Anh cấp 2 của Đờ Rây Bờ Hang về công tác tại trường để đảm bảo cho dạy chương trình tiếng Anh theo chương trình phổ thông 2018, tức là thực hiện 4 tiết trên tuần. Học tiếng Anh rất là vui và được tham gia những hoạt động vẽ tranh, đọc bài nhiều lần và con cũng nhớ nhiều bài. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở một số bộ môn, đặc biệt là tin học, cũng như đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trường tiểu học Kim Châu, xã Đờ Rây Bờ Hang, huyện Chư Quynh đã động viên giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đồng thời luân chuyển cân đối cơ cấu môn học để đáp ứng yêu cầu. Hiện tỷ lệ giáo viên bình quân 1,5 giáo viên một lớp. Tôi thì cũng vừa được nhà trường phân công về môn tin học, vì trước đây tôi cũng là giáo viên mỹ thuật, nhưng do trường có cô giáo viên về tin học, cô nghỉ sản nên tôi được đảm nhận về môn tin học. Và nói chung môn tin học thì chúng tôi cũng được đào tạo các chứng chỉ văn bằng để đáp ứng cho các em. Và năm nay thì có đó là môn được thay đổi, đó là sách lớp 3, và tôi cũng đã được đảm nhận. Để khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Quynh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện phương án bố trí sắp xếp giáo viên từ các đơn vị dôi dư đến các đơn vị thiếu giáo viên để đảm bảo tỷ lệ giáo viên trên lớp và cơ cấu bộ môn. Chỉ tính riêng trong 3 năm qua, đã có 13 giáo viên thừa ở bậc trung học cơ sở được biệt phái sang dạy bậc tiểu học trong 3 năm. Trong đó có 7 giáo viên tiếng Anh và 6 giáo viên tin học. Cùng với đó, ngành giáo dục huyện cũng điều động luân chuyển giáo viên về dạy học ở các trường đang thiếu trong thời gian 3 đến 6 tháng cho các trường chưa thể tuyển dụng kịp cho năm học. Đối với bậc học mầm non, do có sự gia tăng học sinh, trường lớp nên biện pháp được huyện đưa ra là ký hợp đồng với giáo viên về hưu cũng như giáo viên trẻ mới ra trường, đồng thời tổ chức tuyển dụng viên chức để bổ sung dần số lượng giáo viên thiếu, qua đó nhằm đảm bảo việc chăm sóc giáo dục trẻ. Công tác quản lý điều hành dạy học của huyện cơ bản ổn định, đảm bảo đúng tiến độ theo biên chế và khung của Ủy ban tỉnh phê duyệt cũng như bên huyện. Riêng về trường hợp cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trên địa bàn huyện, đặc biệt là cái tình trạng thừa thiếu cục bộ, thì đến nay như vậy là cơ bản huyện đã khắc phục ổn định và đáp ứng cho việc triển khai dạy học. Với những giải pháp linh hoạt trong việc luân chuyển biệt phái giáo viên từ các đơn vị dôi dư đến các đơn vị thiếu ở huyện Chư Quynh đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngành giáo dục huyện Chư Quynh, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, tỉnh Đắk Lắk cần có giải pháp căn bản, trong đó có việc ưu tiên tuyển dụng giáo viên, bồi dưỡng giáo viên một cách phù hợp, đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu từng môn học, cấp học.